có những điều tưởng chừng như bé nhỏ. Nhưng chứa đựng tình cảm và tâm huyết vô cùng to lớn. Nhóc nhà mình tháng trước chỉ có 12kg thôi, giờ tăng thêm được mấy ký, mình vui lắm. Thấy con mình khỏe mạnh, năng động hơn trước, thì sao mà không vui cho được? Chưa kể là táo bón cũng đã không còn gặp lại nữa. Bí quyết của các mẹ là gì? Hãy cùng chúng tôi tìm kiếm câu trả lời. Theo Viện Dinh dưỡng Quốc gia, Việt Nam có gần 2 triệu trẻ bị suy dinh dưỡng thấp còi. Cứ 4 trẻ dưới 5 tuổi thì có một trẻ không đạt mức phát triển tối đa. Suy dinh dưỡng là tình trạng thiếu hụt các chất dinh dưỡng cần thiết, làm ảnh hưởng đến sự phát triển cả về thể chất và trí tuệ của trẻ. Đến khi trưởng thành, chiều cao và tầm vóc cũng bị ảnh hưởng đáng kể. Thấu hiểu nỗi lo này, Bộ Y tế Việt Nam và Cộng đồng Trung Châu Âu đã hợp tác để cùng thực hiện sứ mệnh khôi phục và cải thiện dinh dưỡng cho trẻ biếng ăn thấp còi tại Việt Nam. Và đó cũng là sứ mệnh, ước mơ của NutriCare đang theo đuổi. Với chúng tôi, mọi trẻ em sinh ra đều có quyền được hưởng một chế độ dinh dưỡng đầy đủ, cân đối để có thể phát triển được toàn diện nhất. Khi được Bộ Y tế mời tư vấn cho dự án dinh dưỡng do Cộng đồng Trung Châu Âu tài trợ, chúng tôi cân nhắc rất nhiều về các công thức và giải pháp làm sao để đưa ra được một cái sản phẩm dinh dưỡng tốt nhất cho đặc điểm sinh thể của trẻ em Việt Nam. Công thức F100 do Tổ chức Y tế Thế giới khuyến nghị sử dụng đã được chúng tôi cân nhắc rất là kỹ. Công thức F100 là gì và vì sao lại được WHO khuyến nghị sử dụng? F100 là chế phẩm dinh dưỡng điều trị cung cấp đậm độ năng lượng 100 kcal trên 100 ml, được WHO khuyến nghị sử dụng cho trẻ suy dinh dưỡng. Tại Việt Nam, năm 2016, Bộ Y tế cũng khuyến nghị sử dụng F100 điều trị cho trẻ suy dinh dưỡng. Từ những khuyến nghị đó, NutriCare đã nghiên cứu thành công sản phẩm Care 100, chuẩn dinh dưỡng cho trẻ biếng ăn suy dinh dưỡng Việt Nam. Sự vượt trội của công thức Care 100. Chúng tôi đã rất trăn trở làm sao để tạo ra được công thức sản phẩm tích hợp được kiến thức của y học dinh dưỡng hiện đại và phù hợp với đặc điểm sinh thể của trẻ em Việt Nam, tạo ra một sản phẩm thực sự là của người Việt và tốt cho trẻ em Việt. Sau nhiều dự án nghiên cứu về dinh dưỡng của trẻ em Việt Nam từ Bắc chí Nam, khắp mọi vùng miền đất nước, các nhà khoa học dinh dưỡng tại NutriCare đã tìm ra công thức phù hợp thực sự với trẻ suy dinh dưỡng thấp còi tại Việt Nam, chính là Care 100. Kế thừa tính năng chuẩn điều trị từ F100, Care 100 cung cấp 100 kcal trên 100 ml, giàu dinh dưỡng, đạm dễ hấp thu, bổ sung chất xơ prebiotics và dồi dào 27 vitamin và khoáng chất, giúp trẻ biếng ăn, suy dinh dưỡng bắt kịp tốt đà tăng trưởng. Care 100 được cẩn trọng lựa chọn nguyên liệu từ những nguồn tốt nhất tại Mỹ và châu Âu, sản xuất trên dây chuyền đạt chuẩn quốc tế ISO, HACCP, GMP, mang đến nguồn dinh dưỡng chất lượng và tin cậy nhất. Nhưng sữa tốt là vẫn chưa đủ. Một vấn đề khác mà Care 100 phải đối mặt là có hợp khẩu vị với các bé hay không. Care 100, sự hoàn hảo cả về công thức lẫn hương vị. Các mẹ quan tâm sữa tốt nhưng các bé chỉ muốn uống sữa hợp vị. Với Care 100, chúng tôi đã ứng dụng thành công khoa học dinh dưỡng chuẩn quốc tế, phù hợp sát nhất với nhu cầu dinh dưỡng đặc thù của trẻ em Việt Nam, mà vẫn có được hương vị thơm ngon và độ sánh đặc hợp lý nhất. Trải qua nhiều năm nghiên cứu và phát triển, Care 100 đã đạt đến độ hoàn hảo về công thức lẫn hương vị. Care 100 hiệu quả được ghi nhận mỗi ngày, được các chuyên gia khuyên dùng và các bà mẹ Việt Nam tin chọn. Care 100, tâm huyết của chúng tôi vì một thế hệ trẻ em Việt Nam khỏe mạnh và không thấp còi. Bí quyết của tôi chính là Care 100. Cùng Care 100, nuôi con mát tay, đánh bay thấp còi.